Ngày 26 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1998, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và Trần Văn Trí, sinh năm 2001, trú huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản và giết người. Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 22 tháng 11, Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đi xe máy đến chi nhánh ngân hàng BIDV trên đường Ngũ Hành Sơn để cướp tiền. Lúc này, hai đối tượng đã dùng súng và dao uy hiếp nhân viên ngân hàng để lấy tiền. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng đã vứt chìa khóa ra ngoài, không đưa tiền, đồng thời bấm còi báo động. Gặp phải sự ngăn cản quyết liệt của những người xung quanh, hai đối tượng buộc phải lên xe bỏ chạy dù chưa lấy được tài sản. Khi vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng áp sát, đạp ngã xe và khống chế, bắt giữ được Trần Văn Trí. Còn Nguyễn Mạnh Cường nhanh chân bỏ chạy. Thế vậy, một bác bảo vệ, 53 tuổi, lập tức đuổi theo. Khi bị áp sát, Cường đã dùng dao tấn công bác và gây thương tích nặng, sau đó bỏ trốn khỏi địa điểm gây án. Do vết thương quá nặng, bác bảo vệ đã tử vong tại bệnh viện. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Mạnh Cường khi đối tượng đang lẩn trốn trên đường Võ Nguyên Giáp. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận do không có công ăn việc làm, lại mê cờ bạc, cá độ bóng đá, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Khoảng đầu tháng 11 năm 2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè, quận Liên Chiểu, sau đó rủ Trí về ở cùng. Để có tiền tiêu xài, ban đầu hai đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân, tuy nhiên sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc, thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng. Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua một khẩu súng và chuẩn bị thêm một con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện.